Kinh số 25. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Quyển 8. Phẩm 8. Tam thập tam thiên ba. Các tỳ kheo, hoặc sẽ có lúc các ngoại đạo hay ba lợi bà La Xà Ca đến hỏi các ông. Các trưởng lão, do nhân duyên gì có một hạng người bị phi nhân khủng bố, có một hạng người không bị phi nhân khủng bố? Nếu các ngoại đạo hỏi như thế, thì các ông nên trả lời thế này. Các trưởng lão, việc này có lý do. Vì sao? Trong thế gian có một hạng người làm việc phi pháp, có tà kiến, có điên đảo kiến. Họ đã làm 10 điều bất thiện, nói điều bất thiện, nghĩ điều bất thiện, tà kiến điên đảo. Vì làm 10 điều bất thiện này, nên thần bảo hộ đời sống dần dần bỏ đi. Trăm ngàn vị thần hộ mạng như thế, chỉ còn một vị ở lại để bảo vệ. Thí như bầy trâu hoặc bầy dê, cả trăm con, ngàn con mà chỉ có một người chăn. Ở đây cũng thế, vì thần bảo vệ ít nên thường bị phi nhân khủng bố. Lại có một hạng người nói đúng như pháp, không có tà kiến, điên đảo kiến. Họ đã hành 10 việc thiện như thế, có chánh kiến, chánh ngữ, tu tập thiện nghiệp, thì những người ấy có vô lượng trăm ngàn thần đến hộ vệ. Vì nhân duyên đó, những người ấy không bị phi nhân khủng bố. Giống như vua hoặc đại thần của vua, người nào cũng có trăm hoặc ngàn người bảo vệ. Các tỳ kheo, người thế gian có họ tên như thế nào, thì ở cõi phi nhân cũng có họ tên như thế. Các tỳ kheo, nhân gian có núi rừng, sông hồ, thành ấp, xóm làng, chỗ nghỉ, nhà cửa, vân vân, thì trong cõi phi nhân cũng có tên nhà cửa, vân vân như thế. Các tỳ kheo, và chỗ ngồi của vua, tất cả ngã đường, ngã tư đường, đường bờ ruộng quanh co, hoặc chỗ hàng thịt, hoặc các hang trống, chắc chắn rằng đều có các thần và các phi nhân nương ở. Lại nữa, trong rừng tử thi và đường đi của các ác thú đều có phi nhân. Trên tất cả cây cao một tầm, to một thước, đều có chư thần cư ngụ coi như nhà ở. Các tỳ kheo, tất cả người thế gian, hoặc nam hay nữ, từ khi sanh ra đều có chư thần thường thường đi theo, chẳng hề rời xa. Chỉ trừ khi họ làm việc ác, và lúc mạng chung thần mới bỏ đi, vân vân lược nói như trên. Các tỳ kheo, người Diêm Phù Đề có 5 việc hơn người Cù Đà Ni. Những gì là 5? 1 là mạnh khỏe, 2 là chánh niệm, 3 là chỗ Phật xuất thế, 4 là nơi tu nghiệp, 5 là chỗ hành phạm hạnh. Cù Đà Ni có 3 việc hơn Diêm Phù Đề. Những gì là 3? 1 là nhiều trâu bò, 2 là nhiều dê, 3 là nhiều ngọc báo ma ni. Diêm Phù Đề có 5 việc hơn Phất Bà Đề, vân vân như trước đã nói. Phất Bà Đề có 3 việc hơn Diêm Phù Đề. Những gì là 3? 1 là châu ấy rất to lớn, 2 là châu ấy gồm nhiều bãi sông, 3 là châu ấy rất đẹp. Diêm Phù Đề có 5 việc hơn Uất Đa La Cứu Lưu, vân vân giống như trên. Uất Đa La Cứu Lưu có 3 việc hơn Diêm Phù Đề. Những gì là 3? 1 là người cõi ấy không có ngã và ngã sở, 2 là thọ mạng vô cùng dài lâu, 3 là người cõi ấy có hạnh thù thắng. Diêm Phù Đề có 5 việc hơn các chúng sanh cõi Diêm Ma, vân vân như trước đã nói. Cõi Diêm Ma có 3 việc hơn người Diêm Phù Đề. Những gì là 3? 1 là thọ mạng lâu dài, 2 là thân hình to lớn, 3 là có y phục, thức ăn tự nhiên nuôi thân. Người Diêm Phù Đề có 5 việc hơn các rồng và kim sí điểu, như trước đã nói. Rồng và kim sí điểu có 3 việc hơn người Diêm Phù Đề. Những gì là 3?
Một là thọ mạng lâu dài, hai là thân hình to lớn, ba là cung điện rộng rãi. Người Diêm Phù Đề có năm việc hơn Atula như trên đã nói. Atula có ba việc hơn Diêm Phù Đề. Những gì là ba? Một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là hưởng lạc nhiều. Ba việc như thế rất là thù thắng. Các tỳ kheo, trời Tứ Thiên Dương có ba việc thù thắng. Một là cung điện cao, hai là cung điện đẹp, ba là cung điện vô cùng sáng chói. Trời Tam Thập Tam cũng có ba việc thù thắng. Những gì là ba? Một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là nhiều lạc thú. Cũng như trời Tam Thập Tam, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Ma Thân, vân vân, nên biết. Đều có ba việc thù thắng như trời Đao Lợi hơn người Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề có năm việc hơn chư thiên như trên đã nói. Các ngươi nên biết và trả lời như thế. Các tỳ kheo, trong ba cõi này có 38 loài chúng sanh. 38 loài ấy là gì? Các tỳ kheo, trong cõi dục có 12 loài, trong cõi sắc có 22 loài, trong cõi vô sắc có 4 loài. Các tỳ kheo, 12 loài trong cõi dục là gì? Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, Atula, trời Tứ Thiên Dương, trời Tam Thập Tam, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Ma Thân. Đó là 12 loài. 22 loài trong cõi sắc là gì? Đó là trời Phạm Thân, trời Phạm Phụ, trời Phạm Chúng, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Não, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời A Ca Nị Tra. Đó là 22 loài thuộc cõi sắc. Còn 4 loài trong cõi vô sắc là trời Không Vô Biên, trời Thức Vô Biên, trời Vô Sở Hữu, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 4 loài này thuộc cõi vô sắc. Các tỳ kheo, trong thế gian có 4 loại mây, đó là mây trắng, mây đen, mây đỏ, mây vàng. Các tỳ kheo, trong 4 loại mây này, mây sắc trắng thì có nhiều địa giới, mây sắc đen thì có nhiều thủy giới, mây sắc đỏ thì có nhiều hỏa giới, mây sắc vàng thì có nhiều phong giới. Các ông nên biết như thế. Các tỳ kheo, thế gian lại có 4 loại đại thiên. Những gì là 4? Đó là đại thiên địa đa, đại thiên thủy đa, đại thiên hỏa đa, đại thiên phong đa. Các tỳ kheo, đã từng có một thời, đại thần địa đa khởi lên ác kiến, tâm tự nghĩ. Ở trong địa giới không có thủy, hỏa và phong giới. Các tỳ kheo, bây giờ ta đi đến bên đại thần địa đa kia, bảo: người quả thật có ác kiến rằng, trong địa giới không có ba đại giới, thủy, hỏa, phong phải chăng? Vị thần kia trả lời với ta: đúng vậy, bạch Thế Tôn. Ta lại bảo: người chớ khởi ác kiến như thế. Vì sao? Vì trong địa giới kia thật có thủy, hỏa, phong giới, nhưng ở trong đó địa giới nhiều hơn, vì vậy được gọi là địa giới. Các tỳ kheo, ta có thể biết vị thần địa đa kia khởi ý nghĩ như thế, nên dứt trừ ác kiến ấy, khiến vị thần ấy hoan hỷ, ngay trong các phiền não, đắc pháp nhãn thanh tịnh, chứng quả ngộ đạo, không còn kiết hoặc, vượt qua nghi ngờ, không còn phiền não, không theo pháp khác, tùy thuận pháp hành, rồi thưa với ta rằng: bạch Đại Đức Thế Tôn, nay con xin quy y Phật, Pháp, Thánh Tăng. Bạch Đại Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con sẽ phụng trì giới Ưu Bà Di cho đến mạng chung, không sát sanh, không trộm cắp và không làm điều phi pháp.
cúi xin Phật Pháp Tăng hộ trì cho con được thanh tịnh. Các tỳ kheo, lại có một thời, thiên thần Thủy Đại cũng nghĩ như thế, rồi sanh ác kiến. Trong thủy giới không có địa giới, hỏa và phong giới. Ta biết được ý nghĩ ấy, đi đến bên vị thủy thần kia hỏi, người thật có ý nghĩ như vậy chăng? Đáp, thật có ý nghĩ như vậy. Ta lại bảo, người chớ khởi ác kiến như thế, trong thủy giới kia có cả địa, hỏa và phong giới. Cho đến thần hỏa, thần phong cũng vậy, đều có ác kiến này. Phật đã biết rồi, đều đến hỏi họ, tất cả đều trả lời Phật. Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật khai mở tâm ý họ, tất cả đều được hiểu rõ, quy y Tam Bảo, tùy thuận làm theo. Giống như thiên thần Địa Đa hết nghi ngờ, đến bên ta, Phật thưa rằng, Bạch Đại Đức Thế Tôn, nay con xin quy y Phật, Pháp, Thánh Tăng. Bạch Đại Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con sẽ phụng trì giới Ưu Bà Di cho đến mạng chung, không sát sanh, không trộm cắp và không làm điều phi pháp. Cúi xin Phật Pháp Tăng hộ trì cho con được thanh tịnh. Đó gọi là thiên thần bốn đại. Các tỳ kheo, thế gian có mây từ đất bay lên trên hư không, hoặc có đám mây bay đến một câu lô xá thì dừng lại, hoặc hai, hoặc ba câu lô xá thì dừng lại, cho đến sáu, bảy câu lô xá thì dừng lại. Các tỳ kheo, hoặc có đám mây bay lên hư không một do tuần, hoặc hai, ba, bốn, đến năm, sáu, bảy do tuần thì dừng lại. Các tỳ kheo, hoặc có đám mây bay lên hư không 100 do tuần, cho đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 do tuần thì dừng và đứng yên. Hoặc có đám mây từ đất bay lên không cả ngàn do tuần, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngàn do tuần thì dừng lại, cho đến khi kiếp tận. Các tỳ kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đi đến bên các thầy hỏi như thế này, này các trưởng lão, có nhân duyên gì mà mây trong hư không có tiếng động? Các thầy nên trả lời thế này, có ba nhân duyên cùng xúc chạm nhau nên đám mây trong hư không phát ra tiếng. Những gì là ba? Các trưởng lão, có lúc phong giới trong mây cùng địa giới va chạm nhau nên tự nhiên phát ra tiếng. Vì sao? Thí như hai cành cây cọ sát nhau phát lửa. Này các trưởng lão, cũng như vậy, đây là nhân duyên thứ nhất phát ra tiếng. Lại nữa, này trưởng lão, hoặc lại có lúc phong giới trong mây cùng giới thủy giới va chạm nhau nên tự nhiên phát ra tiếng. Vì sao? Thí như hai cành cây cọ sát nhau phát lửa. Này các trưởng lão, đây là nhân duyên thứ hai phát ra tiếng. Lại nữa, này trưởng lão, hoặc lại có lúc phong giới trong mây cùng giới quả giới va chạm nhau nên tự nhiên phát ra tiếng. Vì sao? Thí như hai cây cọ sát nhau phát ra lửa. Này các trưởng lão, đây là nhân duyên thứ ba phát ra tiếng. Các tỳ kheo nên trả lời như thế và cũng nên phân biệt rộng rãi để biết như thế. Các tỳ kheo, hoặc có khi ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đến bên các thầy hỏi như thế này. Này các trưởng lão, do nhân duyên gì mà mây trên hư không bỗng nhiên phát sanh ánh chớp? Các thầy nên trả lời thế này. Này các trưởng lão, có hai nhân duyên mây từ trên hư không phát sanh ánh chớp. Những gì là hai? Một là phương Đông có luồng điện tên là Vô Lậu. Phương Nam có luồng điện tên là Thuận Lưu. Phương Tây có luồng điện tên là Đọa Quang Minh. Phương Bắc có luồng điện tên là Bách Sanh Thọ. Các trưởng lão, lại có lúc hoặc luồng điện Vô Lậu ở phương Đông cùng luồng điện Đọa Quang Minh ở phương Tây chạm nhau, dính nhau, cọ sát nhau. Vì vậy nên từ trong đám mây trên hư không phát ra ánh sáng, gọi là ánh chớp. Đây là nhân duyên thứ nhất phát sanh ánh chớp. Lại nữa, các trưởng lão, hai là hoặc luồng điện Thuận Lưu ở phương Nam
cùng với luồng điện Bách Sanh Thọ ở phương Bắc chạm nhau, dính nhau, cọ sát nhau. Vì vậy nên từ trong đám mây trên hư không phát ra ánh sáng. Giống như hai cây, gió thổi cọ nhau, tự nhiên phát lửa, rồi trở lại vị trí cũ. Đây là nhân duyên thứ hai từ trong đám mây phát ra ánh chớp. Các tỳ kheo, ở trong hư không có năm nhân duyên có khả năng ngăn cản mưa, khiến cho người đoán thời tiết chẳng lường biết được, càng thêm mờ mịt, như đoán chắc là sẽ mưa nhưng trời không mưa. Những gì là năm? Các tỳ kheo, hoặc có lúc trên hư không mây ùm sấm động tạo ra tiếng ầm ầm vang rền, hoặc phát ra ánh chớp, hoặc có gió thổi khí lạnh đến, tất cả như thế đều là hiện tượng của mưa. Những người dự đoán thời tiết và các nhà thiên văn đều quyết chắc là lúc này nhất định sẽ mưa. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La từ trong cung đi ra, dùng hai tay hốt đám mây có mưa kia ném xuống biển. Các tỳ kheo, đó là nhân duyên thứ nhất ngăn cản mưa mà các nhà đoán thời tiết chẳng thấy, chẳng biết, tâm sanh nghi hoặc vì cho rằng chắc chắn trời mưa nhưng lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc có lúc trên hư không nổi mây, trong mây cũng phát ra tiếng ầm ầm rền vang, cũng phát ra ánh chớp, cũng có gió thổi không khí lạnh đến. Khi ấy, nhà thiên văn và các nhà đoán thời tiết thấy hiện tượng này cho rằng lúc ấy trời chắc chắn sẽ mưa. Bấy giờ, sức tăng trưởng của quả giới phát sanh. Ngay lúc đó, mây có mưa bị đốt tiêu. Đây là nhân duyên thứ hai ngăn cản mưa mà các nhà thiên văn không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc vì cho là trời nhất định mưa nhưng lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc có lúc trong hư không nổi mây, cũng phát ra tiếng ầm ầm rền vang, cũng phát ra ánh chớp, lại cũng có gió thổi không khí lạnh đến. Khi ấy, các nhà thiên văn và người đoán thời tiết thấy hiện tượng như thế đều cho là lúc ấy trời nhất định sẽ mưa. Nhưng vì sức tăng cường của phong giới phát sanh, thổi mây kia trôi đến vùng sa mạc Kalanka, hoặc trôi đến vùng sa mạc Đàn Trà Ca, hoặc trôi đến vùng sa mạc Ma Đăng Già, hoặc trôi đến vùng Đồng Trống, hoặc trôi đến vùng sa mạc Ma Liên Na. Đây là nhân duyên thứ ba ngăn cản mưa mà các nhà thiên văn không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc vì cho là trời nhất định mưa nhưng lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc có lúc trên hư không nổi mây, rồi trong mây ấy cũng phát ra tiếng ầm ầm vang rền, phát ra ánh chớp, gió thổi khí lạnh đến. Người đoán thời tiết cho rằng trời chắc chắn mưa, nhưng các thiên tử làm mưa có lúc chểnh mãn. Do sự chểnh mãn ấy nên mây kia không mưa xuống đúng lúc, đã không đúng lúc nên mây tự tan. Đây là nhân duyên thứ tư ngăn cản mưa. Do vậy mà các nhà thiên văn tâm sanh nghi hoặc vì cho là chắc chắn mưa mà lại không mưa. Các tỳ kheo, lại có lúc trên không nổi mây, cũng phát ra tiếng ầm ầm rền vang, cũng phát ra ánh chớp, gió lạnh thổi tới. Những nhà thiên văn cho rằng chắc chắn sẽ mưa, nhưng vì trong cõi Diêm Phù Đề này có nhiều người không thực hành đúng pháp, tham đắm các dục, sang tham, tật đố, tà kiến trói buộc. Bọn họ vì làm ác, tập theo điều phi pháp, vì mê đắm dục, tham lam, tật đố, cạnh tranh, nên trời không mưa. Các tỳ kheo, đây là nhân duyên thứ năm ngăn cản mưa mà người xem thiên văn và người đoán thời tiết không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc, cho là trời chắc chắn mưa, nhưng lại không mưa. Các tỳ kheo, đó là năm nhân duyên ngăn cản trời mưa. Trong việc này có kệ rằng, hoa, pháp, sắc, thọ mạng, y phục và buôn bán, cưới gả tam ma đề, đủ bốn cách ăn uống, thực hành hai kỳ chay, tên ba cõi trên dưới, sắc mây và chư thiên. Thank you.
vờ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.